Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Hùng ngày hôm nay nha. Hôm nay thì mình đang ở trên số 183 Bến Vân Đồn, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay thì mình sẽ mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tham quan ngôi chùa tiếp theo. Đó chính là chùa Long Bửu. Bây giờ thì mình sẽ vào bên trong để review toàn cảnh ngôi chùa. Và hiện tại thì mình đang đứng trước cổng tam quan của ngôi chùa. Cổng tam quan có mái đúc màu xanh, biểu tượng cho sự hòa bình, tự do và hy vọng. Hình ảnh như nhắn đến mỗi Phật tử, khi bước qua cổng vào chùa, chúng ta nên buông bỏ những ưu phiền, những lo toan, những suy nghĩ không đáng có trong cuộc sống. Trước mặt của quý vị và các bạn, đây chính là khu chánh điện của ngôi chùa. Một vẻ đẹp tuyệt vời đang hiện ra trước mặt mình. Không gian bên trong của chánh điện rất là rộng và vô cùng thoáng mát. Cùng với đó thì trong chánh điện có rất nhiều trụ gỗ màu nâu đỏ. Đây là những loại gỗ quý được nhà chùa sử dụng. Trong chánh điện là nơi thờ Phật và chư vị thần thánh cùng các đời trụ trì. Khi bước vào bên trong của Phật điện, các bạn sẽ được thấy tượng Phật A Di Đà được làm bằng son thiếp vàng đang ngồi tọa thiền ở giữa. Cùng với đó thì ở hai bên tường được thờ rất nhiều các vị tượng Phật khác. Ngoài ra, phía sau chánh điện có không gian rộng thờ Quan Âm và có nơi lưu giữ các tàn tích của lịch sử xưa. Một hình ảnh vô cùng là đẹp đang hiện ra trước mặt mình. Đây đúng là một chốn linh thiêng, một nơi bình yên, thanh tịnh giữa lòng Sài Gòn. Trước mặt quý vị và các bạn, đây chính là bảo tháp gồm có 5 tầng. Phía trên cùng có bảo tháp nhỏ. Bảo tháp rực màu đỏ, chạm khắc các họa tiết thiên nhiên. Các góc mái thì uốn cong, có hình rồng. Các họa tiết vô cùng tinh xảo và đẹp mắt. Chùa Long Bửu là một trong những ngôi chùa cổ với lối kiến trúc độc và lạ. Có rất nhiều du khách đến thăm mỗi năm ngôi chùa như một thành viên trên chính mảnh đất đang đứng của mình. Ngôi chùa còn lưu giữ lại nhiều nét kiến trúc và những tàn tích thời mới khai sơn. Thank you.
Và theo như mình được biết thì ngôi chùa Bửu Long được xây dựng vào những năm 1970. Sau đó thì đã có nhiều biến cố xảy ra. Mãi cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngôi chùa trải qua lần trùng tu thứ nhất. Trải qua một thời gian dài, khoảng vào năm 1996, ngôi chùa được tiến hành đặt móng xây dựng ở vị trí hiện nay. Cho đến năm 2020, ngôi chùa đã qua nhiều lần đại trùng tu và có diện tích tương đối rộng với cảnh quan cổ kính, nhưng lại mang phong cách và lối kiến trúc hướng đến dáng vẻ hiện đại của thời nay. Đây đúng là một nơi thanh tịnh, một chốn yên bình giữa lòng Sài Gòn. Vậy các bạn còn chờ gì nữa mà không đến với ngôi chùa Bửu Long để cảm nhận về vẻ đẹp của nơi đất Phật này. Vừa rồi thì mình cũng đã review toàn cảnh ngôi chùa Bửu Long cũng như nói về sự tích của ngôi chùa, giới thiệu sơ lược về tiểu sử của ngôi chùa cho các bạn cùng chiêm bái với mình. Và bây giờ thì video của mình xin dừng tại đây. Nếu các bạn thấy video hay, hãy cho mình một đăng ký, một like và một chia sẻ để mình có thêm động lực làm các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chào tạm biệt các bạn.